Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau thực hiện một món chay, đó là món đu đủ xanh xào với lại đậu hũ kỳ và nấm đông cô tươi. Để thực hiện món này thì đầu tiên chúng ta đang có đây là nửa trái đu đủ xanh tương đương với lại nửa ký. Và phần đu đủ xanh này mình sẽ thái lát mỏng ra. Mình thái lát mỏng và dài như thế này thì khi mình gấp nó sẽ dễ dàng hơn. Thế đến là phần tàu hũ kia. Tàu hũ kia này nó sẽ cắt khúc dài như vậy và mình sẽ chiên giòn lên để khi xào nó sẽ còn dai và nó sẽ không bị nát ra. Và bây giờ mình sẽ cho trong chảo giòn nấm, mình sẽ chiên giòn nó. Và phần nấm đông cô tươi này mình sẽ cắt nó làm 3 như vậy, còn cái nấm lớn thì mình sẽ cắt ra làm 4. Và các bạn lưu ý là khi mình làm ở nhà mình ăn thì cái phần cuốn của nấm đông cô tươi này mình đừng bỏ đi, tại cái phần cuốn này ăn nó sẽ dai và nó cũng sẽ rất là ngọt. Chúng ta chiên giòn rồi thì mình sẽ vớt ra. Đối với tàu hũ phi tươi thì mình phải chiên nó lên để cho nó định hình lại thì khi mình xào nó sẽ ngon hơn. Bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái chảo mới và cái chảo nó lớn hơn và mình sẽ bật bếp lên. Mình sẽ cho ở đây là 2 thìa ăn cơm dầu ăn. Tốt cho một nhánh bao như vậy, cỡ 10 gram. Mình sẽ thái mỏng nó ra, mình cho vào mình phi thơm. Cái phần bao này đã thơm rồi, tôi sẽ cho đây là 100ml nước. Cái đó là phần dầu hào chay. Dầu hào chay này tôi sẽ cho vào là 1 muỗng ăn cơm. Hạt nêm tôi sẽ cho vào đây là 1 thìa cà phê hạt nêm. Cái nước tương tôi sẽ cho vào là 1 thìa ăn cơm. Và bây giờ tôi sẽ cho hết cái phần nấm đu đủ cũng như là phần tàu hũ kia này vào, mình xào nó lên. Thì ba loại này nó sẽ chín cùng một lúc được. Rồi sau khi xào nó khô cái phần nước này rồi và cái miếng đu đủ nó trong như vậy là cái phần đu đủ cũng đã chín. Bây giờ tôi sẽ tắt bếp, mình sẽ cho ra đĩa. Và bây giờ mình sẽ cho hành lên trên, mình vừa trang trí mà vừa ăn kèm là được. Và mình sẽ rắc đậu phộng lên trên. Phần đậu phộng này mình sẽ cho vào là cái một muỗng ăn cơm. Sau cùng là phần tương. Như vậy là món đu đủ xanh xào với lại tàu hũ kỳ và nấm đông cô tươi của chúng ta đã hoàn thành. Với món ăn này thì cách làm rất đơn giản, tuy nhiên chúng ta phải biết cách sơ chế cái phần đu đủ xanh. Phần đu đủ xanh khi mua về thì chúng ta nên dùng dao khứa rất là nhiều đường để cho nó chảy hết mũ ra, thì khi xào nó sẽ không bị nhẫn. Chúc bạn thành công với món này.